Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Đạt, An Giang. Thì mình thấy có rất nhiều các bạn á, sử dụng bằng năng, nó sử dụng bằng năng xem ra ha, nhưng mà không có biết cách để mà chỉnh cái bằng năng của mình. Nó thì đối với cái bằng năng này nè các bạn, thì mình chỉnh lên chỉnh xuống được ha. Đó, chỉnh cho nó xuống chậm các bạn. Khi mà mình đưa xe lên nè, khi mà mình dắt xe này nè, đó là mình muốn cho nó xuống chậm, muốn nhanh á là mình chỉnh được ha. Đó, qua cái độ cao nè, các bạn muốn cao hay thấp này nè thì điều chỉnh được ha. Thì đối với cách chỉnh mà cho nó xuống chậm hay là nhanh đó các bạn, thì ở đây nó sẽ có một cái con ốc nè, các bạn thấy con ốc không? Đó, con ốc nằm ở vị trí này nè. Đó, các bạn muốn xuống nhanh xuống chậm gì đó là các bạn chỉnh con ốc này ha. Con ốc này là điều chỉnh nè, điều chỉnh nhanh để nhanh chậm nè. Đó, thì con ốc này nó điều chỉnh cái lượng dầu nè các bạn, nó cái lượng dầu nè, để cho các bạn muốn xuống chậm hay xuống nhanh. Các bạn muốn xuống cho nó một cái xuống nhanh chóng thì cũng được, mà cho nó muốn xuống cho các bạn để lên xe, các bạn muốn đi xuống từ từ thì cũng được ha. Đó là tùy chỉnh cũng được hết. Là ở góc này nó là nhanh chậm, xuống nhanh xuống chậm là ở góc này đó. Còn đối với cách mà chỉnh á, chỉnh mà cho cái này nè các bạn, cái bàn này nè nó cao hay nó thấp ha. Đó thì tùy các bạn, thì ở đây nó sẽ có ba nắp này các bạn thấy không. Đó, ở đây vị trí này nó sẽ có một nắp, hai nắp, ba nắp, một nắp, hai nắp, ba nắp, bốn nắp các bạn. Đó, bốn nắp đó. Thì tuy nhiên các bạn muốn chỉnh đó, cho nó hết thì vẫn được, và các bạn muốn cho nó dừng ở vị trí đó thì cũng được. Đó, thì đối với cách chỉnh này á, thì ở đây nó sẽ có một cái con ốc này các bạn thấy không. Đó, là làm cho mình con ốc tám ly nằm ở vị trí này nè. Đó, các bạn muốn chỉnh cái đó thì các bạn cần xả ra món này nè. Đó, các bạn xả ra xả vô ốc này ha, và ốc này luôn đó, xả ra xả vô và các bạn chỉnh lên chỉnh xuống ha. Đó, đưa con ốc này lên, có thể các bạn kéo lên, bạn phải kéo xuống tùy theo cái con ốc này. Còn ốc này nè thì mình xả ra xả vô, xả ra xả ra xả vô thì mình sẽ chỉnh được á là cái độ cao các bạn, nó chỉnh được độ cao, nó tùy theo ý của bạn. Các bạn muốn bao nhiêu độ cao thì ở đây con ốc này sẽ chỉnh đó. Còn các bạn muốn lên xuống chậm thì chỉnh con ốc này ha, nó điều chỉnh được chưa. Đó, cách chỉnh là như vậy đó. Nếu mà các bạn muốn tùy ý của mình vậy thì chỉnh như vậy. Đó, còn đối với bằng năng này thì mình đã chỉnh ok rồi. Sau đây thì mình sẽ khởi động cho bạn xem ha. Đó, mình chỉnh ok rồi, mình không chỉnh lại thì mình chỉ chia sẻ với bạn thôi. Thì cái này nó xài bằng điện các bạn. Thì ở đây có nút bấm nè, các bạn thấy không? Đó, khi mà bấm lên hết cút rồi, các bạn muốn cho nó hạ xuống thì ở đây nó có cái khóa nè. Các bạn thấy không? Ở đây thì cái khóa nó an toàn. Khi mà các bạn muốn mà cho nó xuống thì các bạn phải gạt cái khóa này ra sao nè. Các bạn cần phải nhấn lên nút cho nó hết code lên. Đó. Nhấn lên cho nó hết code. Đó, nó hết code. Nó hết code thì cái khóa nó chạy đó đó các bạn. Bạn thấy không? Thì lúc này các bạn gạt ra sao nè thì mình mới hạ bàn xuống được. Tại vì người ta thiết kế cái này nè các bạn, thiết kế cái bộ phận này nè. Thiết kế mấy cái bộ phận này nè. Là các bạn biết làm gì không? Để cho nó an toàn khi mà lỡ cái ben ở đây nè, cái ben ở đó nó bị xì thì chiếc xe của mình á, chiếc xe nó bị sập xuống đó các bạn, thì cái bản năng này nó sập xuống, nó sập xuống á thì nó sẽ ăn như cái móc này nè, nó ăn như cái móc này nè ha, nó không có chiếc xe của mình á, nó không có sập xuống được đó. Cái này là những cái thiết kế mới nè các bạn, còn những cái bản năng lúc trước á là người ta không có thiết kế cái này. Không thiết kế cái này thì rất là dở nha, có khi nó bị xì cái ben cho lại xe của bạn nó sập xuống nên là nó ngã là hư xe của người ta đó các bạn. Đó, còn bây giờ những bản năng mới người ta thiết kế cái này rất là hay. Bạn thấy không? Khi mà các bạn năng lên tới chỉnh nó hoặc là tới một cái chỉnh nó thì nó sẽ móc được móc này. Dù do cái ben ở đây nó bị xì thì chiếc xe của mình nó vẫn còn móc ở đây nè các bạn. Nó không bao giờ nó sập xuống hết cái bàn được ha. Đó. Còn đối với tất cả những cái bản năng trước á, thì nó không thiết kế cái đó, thì khi mà nó sập xuống luôn cái xe của bạn thì nó sẽ ngã xe ha. Đó, thì cái ben này các bạn biết rồi, xài một thời gian thì nó sẽ bị xì dầu hay xì này kia đó, thì phải có xì thôi, cái gì cũng có hư chứ. Đó, thì các bạn muốn hạ xuống thì mình gần kéo cái khóa này nè ra sao nè. Đó, cái khóa này là khóa an toàn nè, thấy không? Mình kéo ra sao thì mình sẽ hạ xuống. Đó, thì ở đây thì mình chỉnh cho nó là mức độ là vừa ok các bạn. Đó, mình chỉnh là không nhanh quá và không chậm quá ha. Đó, còn nếu các bạn muốn nhanh nữa thì mình chỉnh nhanh nữa, muốn chậm nữa thì chỉnh nó. Còn đây là mình chỉnh vừa như vậy, của mình chỉnh như vậy là mình thích xài như vậy rồi. Mình chỉnh như vậy là mình cảm thấy ok thì mình xài.
Rồi ha, mình là chẳng bạn Giang ha. Video của mình đến đây kết thúc. Nếu bạn xem video mình thấy ok thì nhấn một like và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.